Hỏi đại học ngoại ngữ ở đâu? Xin hỏi ngoại ngữ đại học tại nào? Xin hỏi ngoại ngữ đại học tại nào? Anh có biết học viện ngôn ngữ ở đâu không? 你知道语言学院在哪儿吗？你知道语言学院在哪儿吗？Xin lỗi, mình không biết. 对不起，我不知道。对不起，我不知道。Không có gì, không sao. Mấy quan xỉ, mấy quan xỉ. Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau theo đúng nội dung của bài. Chan thính tại nào? Chan thính tại nào? Tại 2层204 号. Tại 2层204 号. Chan thính tại 3层 吗? Chan thính tại 3层 吗? Bố sư. 餐厅在二层，不是，餐厅在二层。餐厅在一层吗？餐厅在一层吗？不是在二层，不是在二层。餐厅在2层203号吗？餐厅在2层203号吗？不是，在2层204号。不是在2层204号。宋华来晚了吗？宋华来晚了吗？trong đó lái hoàn lâm ma là đến muộn rồi đúng không? Sùng hóa lái hoàn lâm ma? Bố sư, sư mà ta với lái hoàn lạ. Bố sư, sư mà ta với lái hoàn lạ. Bây giờ hãy nói các số sau. Số 205. 205 号. 205 号. Số 301. 301 号. 301 号. Tầng 5. Ổ tầng. Ổ tầng. Số 202. 202 号. 202 号. Số 405. 405 号. 405 号. Hãy trả lời hoặc phối hợp với các câu nói sau đây. 你好，我姓潘，叫潘秋霞。你呢？你姓什么？认识你很高兴。请问您贵姓？请问你爸爸妈妈贵姓？
Nǐ bà bà ma ma dou he ka fei ma? Qín wèn nǐ yào shěn me? Yào yùn nán ka fei ma? Qín wèn nǐ yào shěn me? Yào yùn nán ka fei ma? Nǐ gè gè yě he ka fei ma? Qín wèn nà shì shěi? Tà men dou shì nǐ de péng you ma? Qín wèn nà shì shěi? Tà men dou shì nǐ péng you ma? Nà shì Ding Li Bo de lǎo shì ma? Nà shì Ding Li Bo de lǎo shì ma?你的老师都是越南人吗？请问你是哪国人？是英国人吗？你男朋友是中国人吗？你哥哥是外语老师吗？你朋友是医生吗？我认识你奶奶吗？我认识你外婆吗？请问可以进来吗？你是外语大学的学生吗？你是不是加拿大人？你是不是加拿大人？你们都学习汉语吗？你们都学习英语吗？请问这是你的宿舍吗？请问这是你的宿舍吗？你爸爸妈妈都不在吗？你爸爸妈妈都不在吗？他们在哪儿？你不知道外语大学在哪儿吗？你不知道外语大学在哪儿吗？小姐，请问餐厅在哪儿？小姐，请问餐厅在哪儿？你知道外语大学的餐厅在哪儿吗？你知道外语大学的餐厅在哪儿吗？Trong đó, ngoại ngữ đại học là餐厅là nhà ăn của đại học ngoại ngữ. Xie xie. Đối bù chì, wǒ lái wǎn lè. Đối bù chì, wǒ lái wǎn lè.